Một ô tô nhãn hiệu Kia đã hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn 4 xe ô tô vào chiều 14 tháng 8 năm 2017 trên quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ, xe tải mang biển 51C 81414 lưu thông trên quốc lộ 22, đến đoạn qua ngã tư giếng nước thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, xe tải này tông mạnh vào xe Kia 4 chỗ mang biển số 62A04349 đang dừng đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến xe 4 chỗ lao tới, tiếp tục đâm vào hai xe tải khác đang dừng phía trước. Vụ tai nạn khiến ô tô bốn chỗ kẹt cứng giữa hai xe tải và bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết hiện trường điều tiết giao thông. Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.